Lúc sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cho con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Này khăn đông mà. Ôi bao lời đó mỗi vẫn luôn thường gian
tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trông con em nhất làng ngoài. Tiếng vàng còn anh công tử sâu xa, tiếng cũng vàng em có út hồ thị soạn. Nhà anh có sông cỏ bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, trong làng mong đám cưới lai sai, trai thét bò xe con gái thét lợn gà. À, trai tài gái sắc đám cưới thật vui ghê, chăn thuyền đuôi tôm năm mươi giò lai rước sâu rộn ràng. Trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trông con em nhất làng ngoài. Tiếng vàng còn anh công tử sâu xa, tiếng cũng vàng em có út hồ thị soạn. Nhà anh có sông cỏ bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, trong làng mong đám cưới lai sai, trai thét bò xe con gái thét lợn gà. À, trai tài gái sắc đám cưới thật vui ghê, trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lai rước sâu rộn trong làng mong đám cưới lai sai, trai thét bò xe con gái thét.
thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui, ơi ơi hò khoan nơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi vui, bên thanh bình ta sống thành thời. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chợ quê cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi.
thương mình bằng tim hai đứa đâu anh. Không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên một con đường trắng trinh, nên một căn nhà bé xinh xinh một khu vườn tình. Chẳng là bướm anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng. Nhạc sập sình nhạc vui
điều gian khó xeo nêu. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Trong giờ phút này, và kính thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng một thời khắc của thiên thời địa lợi và nhân hòa, chúng ta đang cùng đến với sự khởi nguồn của hương thịnh may mắn và hạnh phúc khi ngày hôm nay đây, cùng với những hạt mưa tình yêu, cùng với khán phòng ấm áp tràn ngập niềm vui, có những ánh mắt, những nụ cười, cùng với những lời chúc thân thương và tuyệt vời nhất của toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Và giờ phút này đây, chúng ta đang được sống trong những ngày đầu tiên của câu chuyện tình của cô dâu và chú rể, bắt đầu từ giờ phút này và kể từ ngày hôm nay. Và giờ phút này đây thì có lẽ rất vinh dự, tự hào và hạnh phúc cho gia đình nhà gái chúng tôi được đón nhận sự hiện diện đông đủ đầy yêu thương của tất cả quý vị anh chị và các bạn. Và một lần nữa thay mặt cho gia đình, xin được gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, thưa cô bác, trân trọng và kính mến. Và ngay bây giờ đây thì xin mời hai em chúng ta hãy cùng đứng dậy, dành một cái cúi đầu thật nhẹ tới quan viên hay họ, cũng như thay lời cảm ơn tới quan viên hay họ đã cùng trở về đây chung vui với hạnh phúc trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời chúng ta hãy cùng dành một tràng tay thật lớn nhất nha. Dạ vâng, và cũng xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng tạm dừng lại những câu chuyện nhỏ nhỏ còn đang dần dở trên bàn tiệc, và hãy cùng với chúng tôi dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chương trình tổ chức lễ vu quy chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Thu Hương sánh diện cùng chú rể Phạm Toàn trong buổi sáng ngày hôm nay chính thức xin phép được bắt đầu. Dạ
vâng, kính thưa quý vị, thương bác trân trọng và kính mến, các cụ ta thường nói rằng lấy chồng thì không chỉ có chồng, còn cha còn mẹ, còn ông còn bà, còn họ hàng nội ngoại gần xa, còn anh còn chị trong nhà với nhau. Cây có gốc mới nảy cành xanh nả, nước có nguồn mới biển cả sông sâu, sông dài biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ đời đời không quên. Mà hôm nay đây Hương đã lớn lên, đi xây hạnh phúc bên người mình yêu. Cha mẹ ơi xuống sớm chiều chiều, những điều dạy bảo là điều con mong. Và liên tục chương trình tổ chức lễ vô quy trong buổi sáng ngày hôm nay thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng tự nhiên tiệc trầu, tiệc trà và tiệc nước và cùng đến với một vị đại diện của phái đoàn họ nhà trai nên có đôi lời phát biểu và xin dâu và xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, nam nữ gần xa là tân khách của hai bên gia đình cũng như của cô dâu, chú rể. Trước hết, thay mặt cho gia đình họ nhà trai, xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ gần xa là tân khách của gia đình họ nhà gái dành cho phái đoàn nhà trai chúng tôi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, nam nữ gần xa kính mến. Qua thời gian công tác và tìm hiểu được sự tác hợp của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương là nơi cô dâu chú rể được sinh ra và lớn lên, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình chúng tôi tổ chức lễ mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ Thu Hương và Phạm Toàn. Sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà là niềm vinh hạnh lớn đối với gia đình chúng tôi. Vâng, kính thưa quý vị, để đảm bảo thời gian của gia đình nhà trai chúng tôi đón cô dâu Thu Hương về làm lễ thành hôn tại gia đình nhà trai chúng tôi vào lúc 9 giờ kém 5 phút, vậy là chúng ta chỉ còn 5 phút thôi. Đấy thì cũng rất là mong các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, nam nữ gần xa thông cảm, hết sức thông cảm và chuyển lời mời của gia đình nhà trai chúng tôi. Xin trân trọng kính mời các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ gần xa là thân khách của gia đình họ nhà gái chúng ta cùng phái đoàn nhà trai chúng tôi trở về hôn trường nhà trai để làm lễ mừng hạnh phúc cho năm cho đôi bạn trẻ Thu Hương và Phạm Toàn. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn và kính chúc cho bác thật nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu để chúng ta sẽ cùng đến với một thủ tục không thể thiếu trên quê hương nhà, đó là thủ tục chào đón cho người con của mình. Và xin được trân trọng kính mời hai người mẹ cùng với thủ tục chào đón trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và để ổn định thời gian thì xin mời hai mẹ chúng ta hãy cùng nhanh chóng bắt chước trong buổi sáng ngày hôm nay đẹp. Trong buổi sáng hôm nay xin được chào kính mời. Chúng ta đang cùng đến với món quà yêu thương trong buổi sáng hôm nay, đó là món quà đến từ
trong buổi sáng hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Sau vâng, món quà đến từ anh Hưng ạ. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ anh Hưng. Trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu để cùng ổn định, để cùng tặng những món quà yêu thương, để chúng ta sẽ cùng đảm bảo thời gian của gia đình nhà trai. Với những món quà yêu thương và hạnh phúc nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, thay mặt cho cô dâu và chú rể cũng xin được gửi lời cảm ơn tới những món quà yêu thương trong buổi sáng ngày hôm nay đã cùng dành tặng cho hai con cũng như anh chị em trong buổi sáng ngày hôm nay rất nhiều. Sớm hơn kính thưa quý vị, yêu bác cũng trong bản tin mình liên quan đến tuổi trưởng thành, đời hay ý đẹp muốn để dành cho con. Nhà trai phát biểu xong rồi và ngay sau đây nhà gái cũng có đôi lời xin thưa đắt từ nhà gái từ đây để cho hai họ kết tình thông gia. Và liên tục chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời một vị đại diện đến từ phái đoàn họ nhà gái nên có lời cảm ơn và phát biểu, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em của hai bên bốn họ, kính thưa hậu hôn. Qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu và hai cháu đã thông tin cho hai gia đình, hai gia đình được sự nhất trí vun đắp của hai gia đình kết hợp với được sự đồng ý của cơ quan pháp luật hai địa phương là xã Điệp Nông của huyện Đức Hòa và xã Thái Thọ của huyện Thái Thụy. Hôm nay tháng này ngày đẹp giờ tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Tôi đại diện cho họ nhà gái xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, anh chị em của hai bên bốn họ và toàn thể hồi hôn trở về gia đình nhà gái chúng tôi ăn giàu uống nước hút thuốc để ngày phúc trăm năm. Trước khi ngừng lời không biết nói gì được hơn, xin kính chúc các vị đại biểu cũng như các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác và toàn thể hồi hôn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc cho hai cháu mạnh khỏe, vui tươi, trăm năm hạnh phúc, thực sự là dâu hiền giải thảo. Chúc cho hai gia đình đi chung một mõ, xin được chân thành cảm ơn. Dạ vâng, và xin được cảm ơn bác rất nhiều và xin được kính chúc cho bác thật nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thưa các bác chân chồng và kính mến, yêu nhau thì nói mấy cho vừa, gần nhau mấy lượt, lòng chiếc thỏa lòng, từ nay thả lỗi dậy mong, gái đẹp trai tài kết mộng tương lai. Để rồi chương trình tổ chức lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất muốn được kéo dài nhưng bây giờ đẹp nhà trai đang chờ. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức cũng như đỡ lời cho những người tổ chức sự kiện lưu hoại âm thanh ánh sáng trên, xin hẹn chương trình xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Mãi bên nhau.
Anh say một niềm chung cho rằng vẫn biết qua cầu số
Xin cảm ơn rất nhiều giọng hát của ca sĩ Thanh Nhàn. Toàn thể quý vị quan khách, quan viên hai họ vừa được đón nghe, gặp gỡ và làm quen với giọng hát rất là ngọt ngào, rất hay của ca sĩ Thanh Nhàn. Và tôi thấy ca sĩ Thanh Nhàn hát hay như thế nhưng quý vị vỗ tay vẫn hơi bé. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Thanh Nhàn đúng không ạ? Và xin cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị, quý khách rất là nhiều. Kính thưa quý vị, hai ta đã đẹp đôi rồi, lúc đi cũng đẹp, lúc ngồi cũng cân. Trách lòng thầy mẹ cầm cân, sao không xê đi xích lại đôi phân cho con nhờ. Thưa quý vị, bấy lâu đáy biển màu kim, hôm nay hai bạn đã chính thức tìm về bên nhau. Để quý vị dành thời gian và Ngọc trở về chung quy cùng với gia đình chúng tôi và mừng hạnh phúc cho đôi trẻ. Đã có biết bao đêm trăng hò hẹn, biết bao nỗi mừng vui giận hờn thương nhớ. Hôm nay đây hai bạn họ đã cùng xây một đời, cùng xây hạnh phúc dài lâu. Và đúng lúc này đây, quan viên hai họ đã đến đông đủ cả rồi. Tôi xin mời cô dâu chú rể, hai em sẽ đứng lên để ra mắt và kính chào toàn thể quan viên hai bên bốn họ. Xin mời cô dâu chú rể, hai em sẽ đứng lên ạ. Và cúi một chiếc đầu thật nhẹ, cúi một chiếc đầu thật nhẹ để kính chào quan viên hai họ. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều. Xin mời cô dâu chú rể sẽ lán lại sân khấu. Kính thưa quý vị, trong ngày đại lễ thành hôn của hai bạn hôm nay, về phía chủ hôn gia đình nhà trai, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bố mẹ thân sinh ra chú rể Văn Toàn sẽ lên để ra mắt và kính chào quan viên hai họ. Xin mời bố mẹ thân sinh ra chú rể chủ hôn gia đình nhà trai, xin mời. Xin mời toàn thể hội hôn dành một tràng pháo tay thật lớn đó để chào đón chủ hôn gia đình nhà trai, bố mẹ thân sinh ra chú rể Văn Toàn. Về phía chủ hôn gia đình nhà gái, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bố mẹ thân sinh ra cô dâu Thu Hương lên sân khấu để ra mắt và kính chào toàn thể quan viên hai họ. Xin mời. Xin mời toàn thể hội hôn dành một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, để chào đón chủ hôn gia đình nhà gái. Và giờ đây hiện diện trên trung tâm khán phòng cưới là chủ nhân kết thúc hồng, hai nhân vật chính chú rể Văn Toàn sanh duyên cùng cô dâu Thu Hương và đại diện chủ hôn hai bên gia đình đã có sự hiện diện tại trung tâm khán phòng cưới. Sau đây đại diện chủ hôn hai bên gia đình sẽ lán lại sân khấu và chứng kiến cô dâu chú rể sẽ đến với nghi thức đầu tiên trong ngày đại lễ thành hôn hôm nay. Tôi xin mời chú rể cô dâu hai em sẽ trở về bàn cắt bánh ngọt trong ngày cưới. Xin mời chú rể Văn Toàn cùng cô dâu Thu Hương hai bên gia đình sẽ chứng kiến ạ. Hai bên gia đình sẽ lán lại sân khấu và chứng kiến cô dâu chú rể. Xin mời chú rể với cô dâu, hai em sẽ tay lóng chặt tay nhau cắt bánh ngọt trong ngày cưới. Ba tầng bánh ngọt tượng trưng cho cung bậc cảm xúc của tình yêu. Kể từ ngày hôm nay, với tầng bánh ngọt cao nhất, cô dâu chú rể sẽ cùng chia ngọt sẻ bùi. Xin mời chú rể cô dâu tầng bánh tiếp theo, tầng bánh thứ hai. Toàn thể quý vị có những chiếc điện thoại hiện đại, chúng ta cùng hướng lên sân khấu để ghi lại tấm hình đẹp đẽ nhất của đôi bạn trẻ của chiều nay. Tầng bánh thứ ba, tầng bánh thứ ba, tầng bánh cuối cùng. Toàn thể quý vị đang chứng kiến cô dâu chú rể với nghi thức đầu tiên, nghi thức cắt bánh ngọt trong ngày cưới. Xin mời hội hôn dành một tràng pháo tay thật lớn với nghi thức đầu tiên. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Và sau đây tôi xin mời chú rể cô dâu sẽ trở về nghi thức tiếp theo, nghi thức rót rượu trong anh trong ngày cưới. Xin mời chú rể Văn Toàn em với chai rượu trong anh đầu tiên. Em sẽ bóc lớp vòng bảo vệ theo nhà sản xuất ra, đúng rồi, lớp vòng bảo vệ sẽ xoáy ngược theo chiều kim đồng hồ, đúng rồi, tỏa bóc vòng bảo vệ ra, lắp mạnh, lắp thật mạnh, lắp thật mạnh, hướng 45 độ về phía căn phòng. Hướng 45 độ về phía căn phòng, dùng ngón tay cái, em sẽ đẩy lút, đẩy nhẹ lút lên, dùng ngón tay cái, đẩy thật mạnh. Và xin mời quý vị cùng tôi hướng lên sân khấu ạ.
đó là bật bật mạnh tuyệt vời, một trong bàn tay thật lớn ạ. Rượu Trâm Anh đã được bật xây dựng Trâm Anh đầu tiên. Xin mời cô tôi cũng thể hai em sẽ tay trong tay rót rượu Trâm Anh. Kính thưa quý vị, rượu Trâm Anh được bắt nguồn từ nước Pháp, rượu có màu hồng nhạt, được làm từ nho, và rượu Trâm Anh trong ngày cưới được rót lên tách ly, tượng trưng cho nền tảng vững chắc của tình yêu đang hòa quyện với đá khói huyền ảo trong ngày đại lễ thành hôn. Toàn thể quý vị đang chứng kiến, đặc biệt là nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, hãy ghi lại tấm hình đẹp đẽ nhất trong ngày đại lễ thành hôn của hai bạn hôm nay với chai rượu Trâm Anh đầu tiên mà chú rể cô dâu đang tay trong tay rót lên tách ly trong ngày cưới. Xin mời chú rể văn toàn với chai rượu Trâm Anh thứ hai. Tương tự, em sẽ bỏ lóc vòng bảo vệ ra và lắc thật mạnh hướng 45 độ về phía căn phòng, và sẽ dùng ngón tay cái bật thật mạnh. Và xin mời toàn thể quý vị cùng hướng lên sân khấu ạ, với chai rượu Trâm Anh thứ hai. Trước khi rót lên tách ly, tôi xin mời cô dâu chú rể sẽ rót lên 6 chiếc ly ở trên bàn. Tôi xin mời chú rể, cô dâu, hai em sẽ rót lên 8 chiếc ly ở trên bàn. 8 chiếc ly. Và để cho đại lễ thành hôn để cảm ơn đấng sinh thành dưỡng dục của hai bên cha mẹ, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện trưởng đoàn của đoàn đại biểu của gia đình nhà trai. Xin mời ông trưởng đoàn đại biểu gia đình nhà trai, và xin mời một bác trưởng đoàn đại biểu gia đình nhà gái sẽ trở lên phía trung tâm sân khấu. Sau đây xin mời cô chú rể rót lên 8 chiếc ly ở trên bàn. Xin mời hai bác trưởng đoàn sẽ đại diện cho hai dòng họ sẽ trở lên trung tâm sân khấu ạ. Xin mời bác qua trở về phía bên trong này. Xin mời hai bác sẽ chứng kiến, và rượu còn lại xin mời rót lên hết lên tách ly cô chú rể. Rượu còn lại cô chú rể sẽ cùng tay trong tay rót nhanh một chút cho thế tiền tách ly tuyệt vời, hòa quyện với đá khói huyền ảo trong ngày đại đến thành hôn hôm nay. Toàn thể quý vị đang được chứng kiến giây phút trọng đại để cảm ơn đấng sinh thành dưỡng dục. Và trước tiên tôi xin mời chú rể em sẽ lần đi rượu đầu tiên lên một vị đại diện cho dòng họ, và xin mời chú rể Văn Toàn ạ. Xin mời bác trưởng đoàn ạ, xin mời bác trưởng đoàn của gia đình nhà gái. Xin mời chú rể em hãy lân ly rượu lên để cảm ơn bác trưởng đoàn. Và tiếp theo xin mời chú rể Văn Toàn, em sẽ lân hai ly rượu lên để kính mời bố mẹ thân sinh ra cô dâu ạ. Để cảm ơn bố mẹ đã sinh ra cô dâu Thu Hương ngày hôm nay. Vâng, con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra. Vâng, hai bên gia đình cứ lắng lại một chút ạ. Sau đây tôi xin mời cô dâu Thu Hương, em sẽ lân ly rượu đầu tiên lên. Em sẽ kính được dâng lên bác trưởng đoàn của đoàn đại biểu của gia đình. Và ly rượu thứ hai em sẽ lân lên kính dâng lên bố thân yêu của chú rể Văn Toàn, để cảm ơn bố đã sinh ra chú rể Văn Toàn. Ly rượu tiếp theo xin mời cô dâu sẽ kính mời mẹ thân yêu của chú rể ạ. Hai ly rượu còn lại tôi xin mời cô dâu chú rể, hai em sẽ lân lên hai ly rượu còn lại lên, và hai em sẽ lùi lại phía sau một chút. Hai bên gia đình, tôi xin mời hai bên gia đình sẽ tiến lên phía trước ạ, để cùng ly. Xin mời hai bên gia đình ạ, sẽ tiến lên phía trước đi ạ. Cô dâu chú rể sẽ dừng lại một chút, cô dâu chú rể dừng lại một chút. Hai bên gia đình ạ. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Hai bên gia đình sẽ cùng hướng về phía hôn trường ạ. Hai bên gia đình sẽ cùng hướng lên về phía hôn trường. Và hai bên gia đình sẽ cạn ly ạ, tôi xin mời ạ. Hai bên gia đình sẽ bắt đầu cạn ly để chúc tình mối tình thông gia trong ngày đại lễ thành hôn hôm nay. Vâng, xin cảm ơn bác trưởng đoàn của hai bên gia đình và bố mẹ thân sinh chú rể cô dâu rất nhiều. Và sau đây tôi xin mời hai bác trưởng đoàn cùng với bố mẹ thân sinh sẽ trở về hàng bàn ghế danh dự. Và quý vị tiếp theo cùng hướng lên sân khấu, tôi xin mời cô dâu chú rể hai em sẽ hướng vào nhau. Hai em sẽ hướng vào nhau và thật tình tứ, mắt nhìn mắt và tay quặc tay, mắt nhìn mắt vào tay nhau. Hai em sẽ cạn ly rượu do vui trong ngày vui hạnh phúc. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn ạ, để chứng kiến cô dâu chú rể đang cạn ly rượu do vui trong ngày vui hạnh phúc. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, và trong ngày vui hạnh phúc nhất của hai bạn hôm nay thì chú rể Văn Toàn vừa nói nhỏ với tai tôi rằng em có một món quà em để dành hơn 20 năm nay. Hôm nay sẽ rút từ áo bên trái ra và sẽ trao cho cô dâu. Sau đây xin mời cô toàn thể quý vị cùng hướng lên sân khấu để chứng kiến giây phút trọng đại này. Xin mời chú rể sẽ trao nhẫn cưới đính hôn cho cô dâu trong ngày vui hạnh phúc. Xin mời chú rể Văn Toàn.
chiếc nhẫn cưới được trao lên ngón tay giáp út của cô dâu. Kể từ ngày hôm nay, cô dâu chú rể sẽ chính thức lên nghĩa vợ tình chồng và không còn là bến bờ chờ đợi nữa. Sau đây tôi xin mời cô dâu Thu Hương với chiếc nhẫn tròn tiếp theo. Vâng, em sẽ trao vào ngón tay giáp út tay trái của chú rể thân yêu Văn Toàn. Vâng, tình yêu của chiếc ngón tay giáp út, ngón tay giáp út. Và xin mời toàn thể quý vị cùng hướng lên sân khấu để chứng kiến giây phút trọng đại chú rể cô dâu. Xin mời cô dâu chú rể thể hiện tình yêu của mình. Hai em sẽ đưa tay lên phía trước. Đưa tay lên phía trước như thế này. Đưa tay lên phía trước. Con trường nữa. Thứ trước con trường. Chú rể cô dâu. Tay này đi. Chú rể tay phải. Tay phải. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai em sẽ xòe bàn tay ra để chụp tấm hình. Đây là kỷ niệm chính thức. Đây là ký hiệu của tình yêu hạnh phúc. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Để chúc tình cho mối tình. Trong ngày đại lễ thành hôn hôm nay, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị, xin mời cô dâu chú rể hai em sẽ lắng lại một chút. Trong ngày đại lễ thành hôn của đôi trẻ hôm nay, chúng ta không thể quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, bố mẹ thân yêu của chú rể Văn Toàn. Sẽ có một món quà rất quý giá để chúc mừng cho hai con trong ngày cưới. Đặc biệt là bà mẹ chồng sẽ có món quà rất quý giá để trao cho làng dâu, mẹ đón con về làm con dâu của mẹ. Xin mời bố mẹ thân sinh ra chú rể thân lên để trao quà cho hai con trong ngày cưới hôm nay. Xin mời quý vị cùng tôi hướng lên sân khấu để xem bố mẹ đấng sinh thành có món quà gì rất quý giá để trao cho hai con trong ngày cưới đây. Xin mời bố sẽ lên đây để chứng kiến. Xin mời đứng sinh thành sẽ đứng lên đây ạ. Để các anh đài báo, đài phát thanh truyền hình sẽ ghi lại tấm hình đẹp đẽ nhất trong ngày đại lễ thành hôn hôm nay. Kính thưa quý vị, tay cầm chiếc kiềng trao tay mà sau mắt mẹ lúc này rưng rưng. Và bây giờ con đã là dâu cũng như mẹ thuở ban đầu đó thôi. Xốn xao khó tả thành lời mà sau lòng mẹ bồi hồi lắm thay. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Và sau đây xin mời bố mẹ có món quà rất quý giá để trao cho con trai thân yêu của mình trong ngày cưới hôm nay. Xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu. Công lao cha mẹ như trời cao biển rộng. Và xin thưa mượn tất cả cánh tay của quý vị ạ, dành một tràng pháo tay thật lớn ạ, để thay lời cho cô dâu chú rể để cảm ơn đấng sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Xin cảm ơn bố mẹ thân sinh của chú rể rất nhiều. Và trong ngày vui hạnh phúc nhất của đôi trẻ hôm nay, với món quà rất quý giá của gia đình chú thím Thoán Nhuận. Sau đây xin mời món quà rất quý giá của gia đình chú thím ruột thân yêu của chú rể. Xin mời thím Nhuận sẽ đại diện nên trao món quà rất quý giá cho hai cháu trong ngày cưới hôm nay. Xin mời. Xin cảm ơn rất nhiều toàn thể quý vị và xin cảm ơn rất nhiều món quà của gia đình chú thím. Và kính thưa quý vị, trong ngày vui hạnh phúc nhất của hai em hôm nay, tình cảm anh trai chị dâu, gia đình anh trai chị dâu thân yêu của chú rể Văn Toàn, xin mời món quà rất quý giá của gia đình anh trai chị dâu sẽ lên để trao quà cho hai em trong ngày cưới hôm nay. Xin mời. Xin mời toàn thể quý vị cùng hướng lên sân khấu để chứng kiến món quà rất quý giá của gia đình em Thiên và em Thơm. Xin mời gia đình em Thiên và em Thơm ra lên để trao quà cho anh chị trong ngày cưới hôm nay.
quý giá của gia đình hai em. Tiếp theo chương trình trở về từ miền quê rất xa xôi, sau đây tôi xin mời món quà rất quý giá của bên phía bên ngoại của chú rể. Sau đây xin mời bác Ánh, bác Đà, em Sáu và là anh em của mẹ thân yêu của chú rể. Sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng lên sân khấu để trao những món quà rất quý giá cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay ạ. Xin mời món quà của gia đình bác Ánh, bác Đà và em Sáu. Hiện nay chúng tôi nhận được chương trình cho quà rất là dài, chúng ta có thể trao quà từ giờ đến 4 giờ chiều nay. Nhưng vì điều kiện thời gian có hạn và tôi được biết là chuẩn bị ít phút nữa, quý vị sẽ long trọng tổ chức bữa tiệc thân mật. Sau đây xin mời cô dâu chú rể hai em sẽ ngồi xuống để tiếp tục sự kiện đại lễ thành hôn hôm nay. Dạ vâng, toàn thể quý vị vừa được chứng kiến có tất cả những món quà của tất cả quý vị, chúng tôi nhận được rất nhiều nhưng chúng ta sẽ chuyển sau hoặc chuyển bằng tài khoản cho chú rể cô dâu trong ngày cưới hôm nay, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Có lẽ thời gian bây giờ cũng đã là hơn 11 giờ. Xin mời toàn thể quý vị sẽ tiếp tục mời nước, mời chầu và cùng nói câu chuyện tâm đầu và để chuẩn bị tiếp đón toàn thể quý vị quý khách để chúng ta sẽ cùng tham dự bữa tiệc trong khán phòng trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì xin mời ban tiếp tân tiếp khách của gia đình, chúng ta sẽ làm công tác chuẩn bị. Chúng ta sẽ vừa tổ chức văn nghệ, chúng ta sẽ vừa tổ chức tham dự bữa tiệc, đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, và xin thành tựu ở mẹ ở cha, xây dựng hạnh phúc ở ta ở mình. Xin con ai lỡ sinh lòng, xin con ai chẳng muốn vun chồng cho con. Thương con thì cha mẹ đều hết lòng, con đi lấy chồng căn dặn đôi câu. Và để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình nhà gái sẽ lên có đôi lời phát biểu cũng như là giao dâu trong ngày cưới hôm nay. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ, cô ông, cô bà, cô dì, chú bác, anh chị em của hai bên bên hội, kính thưa toàn thể hội hôn. Hôm nay, qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu, các cháu đã thông tin với hai gia đình, được sự vun đắp của hai gia đình và đồng thời được sự nhất trí của các cơ quan chính quyền của hai địa phương, xã Thái Thọ của huyện Thái Thụy và xã Điệp Nông của huyện Hưng Hà. Hôm nay là ngày lành, tháng đẹp, giờ tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Đại diện cho gia đình nhà gái xin được chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em nội ngoại đã trở về phòng cưới mặc dù trời mưa, rất được đông vui. Chúng tôi rất là nhất phấn khởi và nhất là gia đình nhà gái trai đã dành cho gia đình nhà gái chúng tôi sự tiếp đón nồng nhiệt nhất. Không biết nói gì hơn, đại diện cho gia đình nhà gái xin được chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác đã đến ăn dầu uống nước và dự các buổi thành hôn cho hai cháu hôm nay và được xin kính chúc sức khỏe cho các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác toàn thể hội hôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc cho hai cháu vui khỏe, trăm năm hạnh phúc, thực sự là dâu hiền giải thảo. Chúc cho hai gia đình chúng ta đi chung một mối. Xin chân thành cảm ơn. Tôi vâng, xin cảm ơn rất nhiều vị đại diện cho gia đình nhà gái đã có lời phát biểu. Và lời phát biểu của bác đúng là lời mộc mạc nhưng sâu xa ý trọn. Cho nó điều bác căn dặn từng câu, trước là mừng rể mừng dâu, sau là bác có đôi câu dặn dò. Và xin mời ban tiếp tân tiếp khách của gia đình, chúng ta sẽ giúp đỡ gia đình, chúng ta sẽ chuẩn bị, chúng ta sẽ chuyển tiệc trở về trung tâm gắn vòng cưới. Gia đình nhà trai sẽ lên có đôi lời phát biểu cảm ơn cũng như là khai tiệc trong ngày đại lễ thành hôn của hai bạn hôm nay. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, tân khách, thưa các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, nam nữ gần xa là tân khách của hai bên gia đình cũng như của cô dâu chú rể ngày hôm nay. Qua thời gian công tác và tìm hiểu, được sự tác hợp của hai bên gia đình và chính quyền địa phương là nơi cô dâu chú rể được sinh ra và lớn lên. Và hôm nay
gia đình chúng tôi tổ chức mừng hạnh phúc cho năm cho đôi bạn trẻ Văn Toàn và Thu Hương. Và sự hiện diện của các phụ công, các bà, cô, dì, chú bác, bạn bè, nam nữ gần xa là niềm vinh hạnh lớn đối với gia đình cũng như của cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và thay lời cho gia đình họ nhà trai, một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của quý vị đại biểu, các cô công, các bà, cô, dì, chú bác, anh em, bạn bè, nam nữ là tân khách của gia đình họ nhà gái đã không quản ngại đường xá xa xôi, đường đi vì nghĩa và bước đi vì tình, về đây vui với gia đình mà chúc cho đôi bạn trẻ trọn tình thủy chung. Và gia đình chúng tôi có tổ chức bữa tiệc ân tình để mừng hạnh phúc cho năm cho đôi bạn trẻ. Thay lời cho gia đình nhà trai xin trân trọng kính mời các cô công, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, nam nữ gần xa, chúng ta cùng nâng chén rượu hồng để chúc mừng hạnh phúc cho năm cho đôi bạn trẻ hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Mãi bên nhau cho con.
để em vững.